Rồi hai phố xin chào mọi người nha. Bữa nay mình gáp máy da dết nha mọi người. Máy này mình ép dên sổ lên cho nó 59. Giờ xong rồi, giờ mình gáp. Còn cái nồng thì đang làm. Giờ mình gáp nồi, đầu nồng vô trước, nồi dên vô trước. Anh em bạn bè mọi người xem kênh của mình thấy hay thấy có ích thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Rồi có gì thì góp ý kiến comment ở dưới để mình sẽ làm nhiều cái video về gáp máy để gửi đến mọi người, anh em, bà con xem tham khảo, xem giải trí nha. Rồi thôi mời mọi người cùng xem mình gắp máy da dết nha mọi người. Thì mình làm máy thì mình nên thay phút dên luôn nha mọi người. Để nhiều khi phút cũ nó bị chai rồi mình gắp vô lại cái nó bị lòn nhớt. Nhớt bên nồi nó sẽ lên, nó lên nhớt. Rồi bên qua lăng thì nó sẽ xì. Thì dần hơi nó sẽ đi không đạt. Nên mình gã máy mình nên thay phút cho nó im. Cho nó lớp mới bò vô cái hút nha mọi người, để lúc mình gắn cái dền nó xây á nó sẽ chống cháy cái hút của mình, tại nó xài được lâu hơn. Số này là nhông dính liền hết trơn nha mọi người. Mình chỉ rồi gì là mình chỉ hợp số rồi thôi. Mình chắc xấu xong rồi tới mình gấp cái cần lựa cho mọi người. Cái cần lựa C45 này nằm bên đây. Còn L44 này nằm dưới này. EG38 nằm trên. Mình chắc cái cần số một cần lựa vô trước cho nó chịu lại khỏi chạy tới lui. Cái này mình gài vô. Mình nói chuyện không được hay, mọi người xem kênh của mình thông cảm cho mình nha. Rồi vậy là bộ số vậy là ok nha mọi người.
gắp bộ số xong rồi tới mình gắn cái trò đạp vô, cục đạp. Vậy là mình gấp trên số càng đạp rồi, ok hết. Giờ mình đập cái lốc vô. Mấy cái máy hai thì lốc giữa nó không có gòn nha mọi người, mình tha keo, mình tha một lốc keo sữa rồi mình ập vô, có lốc giữa nó không có gòn. Keo mà mình thường xài mà để mình chét cho cái lốc giữa này nè mọi người là keo mình xài keo này nha. Thì trên thị trường nó có bán rất là nhiều loại keo, nhưng mà riêng bên mình là mình xài keo này, tại vì mình xài nó thấy rất là êm rồi mình xài, mình sử dụng tới bây giờ luôn. Mình thay keo đều hết như vậy là mình đập vô là ok nha mọi người. Mình tha đều hết rồi mình chơi ra cho đều. Cái này xay hơi nặng là tại vì phút dên mình thay phút mới á, nó hơi bót, nó hơi nặng. Rồi vậy là ok. Nó nặng là tại vì mình thay phút nè. Dưới giáp bên là bên nồi á, 2 phút nó ôm với cái dên á, nó sẽ nó hơi nặng. Chứ nó không có gì hết, nó ok không gì hết. Vậy là mình gấp dên với số này kia rồi hết trơn nha mọi người. Rồi tới mình qua mình gấp bố nội vô. Cái máy da dép này nó có bố dục nha mọi người. Nó khác với cái máy xì bo. Xì bo thì không có, xì bo thì nó có trái tạ. Còn cái này thì máy da dép này thì nó có cái bố dục. Cái chế tạ này nó có cái nút ruồi nha anh em. Cái nhông chế tạ chứ. Rồi cái nhông dên nó cũng có cái nút ruồi. Đây mình đẩy vô ngay như vậy là ok. Đây có thêm một cái miếng lông đền nha anh em. Nhờ
đó mình gắn cái nhông dên vô cái nhông mà để cho nó xây cái búa tạ. Hai nắp gùi nó trùng với nhau nha anh em. Hai gùi nó trùng với nhau. Để không thôi mà nó lệch nắp gùi là cái máy chạy không được. Cái máy này hôm qua mình gáp các chiều rồi tới tối luôn rồi mình gáp không kịp, rồi hôm nay mình gáp tiếp rồi mọi người, rồi đó mình gắn dây nhông tua máy vô. Giờ nồi đồ nhông tái tạ rồi này kia mình gấp xong hết rồi. Giờ mình gấp tới nhông tua máy. Rồi mình ập cái nắp nồi vô luôn. Cái nhông mũ là cái nhông tua máy nha anh em. Rồi tao mình gắn cái lò xo tái đạp tôi nha mọi người. Thank you.
Đây là nó có mấy ông đền nhỏ nữa nha anh em. Rồi vậy là mình xong hết trơn nha, mình ập cái nắp nồi cho nha anh em. Ập cái nồi nha mọi người. Rồi tới mình gắp họng xăng vô nha mọi người. Rồi mình gắp họng xăng rồi mình gắp đầu lọng thì nó là xong. Cái này mình đi cho nó bông mai nha mọi người. Này mình đi bông mai Nhật luôn nha anh em. 59 bông mai. Rồi tới mình gắp bê tông cho nha mọi người. Sáng giờ lo canh gon rồi móc lỗ này kia. Vì này tối nữa rồi. Cái máy này gắp chạy gắp đâu canh đồ không rồi gần 2 ngày. Rồi xong rồi giờ mình gắp đầu lòng cho nó lên máy là cho nó nổ máy luôn. Khi mà mình gắp đầu lòng vô mình nên lấy giấy nhám mình để với miếng kiến mình trà cái mặt này cho nó đều lên cái anh em. Trà cho nó đều cái là trà cho nó đều lên cái nha mọi người. Mặt này mình gắp cái mặt số xây ra trước nha mọi người. Mặt số rồi xây gần trước. Rồi sẵn cái nào mẫu ngoại gì mình gáp vô cái nòng luôn, mình gáp vô cái nòng trước để mình gắn vô cái tay dên cho nó dễ. Cái hai thì này mà mình gáp như bốn thì mình gắn vô cái tay dên rồi mình gắn vô cái nòng nó hơi khó, để mình gáp vô cái nòng trước cho nó dễ vô. Mình cho nó miếng nhớt vô bê tông bên lá bạc nha anh em.
mình gắn nắp xi lắp đó là xong rồi mọi người. Đây, bữa nay mình làm hơi tối, mọi người thông cảm nha. Đây, gáp cái máy, gáp thì nó rất là dễ, mà mình canh đồ này kia nó hơi lâu. Rồi giờ này nó tối luôn rồi. Rồi nói chung là như vậy là nó cũng đã xong rồi. Mình ập cái nắp xi lắp nữa là xong. Mình đánh con xi lắp gì nữa, mình đập cái nắp xi lắp gì nữa là xong nha mọi người. Mình cho nó lắp cao. Đâu hả? Ok, vậy là mình gáp xong cái máy nha mọi người. Rồi thôi bây giờ mình tạm nghỉ, sáng mai mình gắn bình xăng vô rồi mình lên máy. Rồi mình cho nó nổ máy luôn. Dằn nước lại. Chưa lấy rồi. Chưa làm á. Nó chỉ mới. Rồi ok, vậy là mình gắp xong cục máy da dết rồi nha mọi người. Bông mai. Ok, nổ máy rồi nha mọi người. Cái gì phát 12 lần nè. Máy nổ là thì thầm luôn nha mọi người. Máy nổ cắt thảm. Rồi thôi, Phố xin kết thúc clip tới đây nha mọi người. Hẹn gặp mọi người video tiếp theo.